โอเคเตยามอเกมาอุสวะปฐมจิรโรရှင်ဖြစ်တဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားခဲ့တယ်လင်္ကာဆောင်ပုတ်နှစ်ပုတ်ကလေးနဲ့ပေါ့ဂျီရိုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်ဥစွာပထမရုပ်စုပူဇော်မှာဖြစ်ပါလေ Cũng như là thường lệ, Ngài Sayadaw Ophasa sẽ đọc lại hai cái bài kệ theo cái dòng thiền Ngô Gốc, là thường thường là các vị sẽ đọc hai bài kệ của Ngài Ngô Gốc. Mọi người cùng lắng nghe thiền sư. Sao số lại vậy? Mula na phya disa na khu Lê gu a loa inga sanna ba Daya gu miya ni Dông ba a sa Naya mula Vedo wa ni Kala dông phya Chiya na se Ishi dwe gu A loe chep me Di zi a di dandara ma lu chong di Đã gà rô phát ma mù la nập xa khá ra về phía bà rê Sẽ là nập khúc sổ lại vậy Đủ đi à khá ra nè Đủ đi à lê ngà nè sẽ bì rô bù dô bà mê A vệ giá nè tà nà yên khan U bà đăng Căn chong yô nâm bò A bên ma miu, miu ma a bên A miên ma bia, sa sa di hàn Căn chong nâng yô chong căn A phân phân, phía bian ni a leo Bia ma da ja, sa di miya ga Chin sha biu bian, si yin phân zin A chong yin chong, lu na miya swa Tadawa do Pshilaya mu Maho hu Nhiam Pshin Shui Myo Sư xin phép sẽ dịch ngữ lại hai cái bài thơ của Ngài Ngô Gốc. Chúng ta chỉ mới làm được một bài thơ thôi, thì ban tổ chức sẽ cố gắng làm lại thêm một bài thơ nữa. Đã dịch ra thành văn rồi nhưng mà phải làm thành thơ. Sau này sẽ cố gắng làm thành thơ để gửi đến quý vị. Thì sư xin phép đọc ở bài kệ đầu tiên. Hai nhân và đế cũng hai, giai đoạn có bốn, 12 chi phần. Ba thời, ba nối, ba luân, 20 yếu tố gian trung khổ sầu. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai: xoay quanh vô minh và tham ái, do thủ và hữu mà danh sắc sanh lên. Cũng giống như hạt từ cây và cây từ hạt, tương tục nhân quả cũng vậy kéo dài bất tận. Do nghiệp căm má mà có danh sắc, do danh sắc mà có nghiệp, cứ như vậy liên tục không ngừng. Sự thật quá trình này phải được hiểu và thấy rõ bằng trí tuệ, thiền tuệ, rằng đây không phải là công việc của Thượng Đế sáng tạo hoặc do một thiên chủ vĩ đại nào cả. Đó là bài kệ thứ hai. Thì bài kệ thứ hai này chúng ta chưa chuyển thành thơ, thì ban tổ chức sẽ cố gắng sẽ chuyển thành thơ, thể thơ để cho quý vị có thể đọc một cách đó nó có vần điệu hơn. Đó là hai bài thơ mà Ngài Thiền Sư, Ngài Trưởng Lão, Ngài Sayadaw Ophasa đọc đến quý vị. Sadhu sadhu sadhu. Khu chay ngà sa bì rò tê yà rò miyà gò sa tên bì rò nà yu chì nhu bù zò chà yà mà vè phì bà rè tê sa tê yà rò miyà phì tê dò chào nè nà lè nà nàng chà bà zì nà rè ạ tàng lè tì nàng chà bà zì tì rè ạ tàng lè vè tì mà vè lãn sò bì rò mè nì vè chè nàng nè bò gù rì phì bì rò chè nè ạ tàng lè vè tà kè gù vè thấu khai khai đây châu nhĩ nhà phiền đệ mấy phụ nấy bằng ngủ thì bảo hòa thì khăn đam xuống nghe ma bên gia này giàu này miếng mao biu này nè đủ đồ gạo nè phiền gia bá gì lụu xóa bát thờ mát sụt đau miệt đạp bị vả đấy
Cũng vậy, trước khi vào có thiền thì Ngài Thiền Sư, Ngài Sayadaw Ophasa, Ngài và Ngài chúc cho chúng ta, Ngài nói rằng khi chúng ta có cơ hội lắng nghe pháp bảo, lắng nghe sự thật, lắng nghe cái lời dạy của Đức Phật, thì khi chúng ta lắng nghe như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Khi chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta không dừng lại chỗ đó, mà chúng ta cần phải thực hành để thành tựu giáo pháp. Khi chúng ta thành tựu được giáo pháp thì chúng ta sẽ thoát được trầm luân, sẽ chấm dứt được khổ đau, sẽ đạt được niết bàn. Và Ngài mong rằng, Ngài chúc rằng cho chúng ta sẽ trong kiếp sống hiện tại này có thể đạt được cái sự giác ngộ, chấm dứt được những phiền não khổ đau bằng cách tu tập những lời dạy của Đức Phật. Ngài chúc cho chúng ta trong kiếp sống này có thể đạt được sự giác ngộ. Đi cái này đồ tu đồ cao này để vipassana để ra đi cô để xả để ra đi cô là làm gì đó na cha cha đấy hoặc là đặt cha đó cô ra in lết đuôi là ý na cha tha đấy đại chín cha đấy đấy ta ha ba cô lô chín lô ba đấy số đấy cha cha đó đồ tu đồ cao này đấy nếp bằng cô lô chín lô ba đấy nó ba cô lô chín lô ba đấy số đó nếp bằng cô lô chín lô ba. Ngài nói rằng khi chúng ta có cơ hội được học giáo pháp, khi chúng ta học giáo pháp thì chúng ta có cơ hội, thì từ cái việc học đó chúng ta hiểu được giáo pháp, và chúng ta hiểu được giáo pháp thì chúng ta sẽ nào, chúng ta sẽ thực hành giáo pháp. Vậy chúng ta thực hành giáo pháp để làm gì? Để chúng ta thành tựu được niết bàn, đạt được niết bàn, hay là sự vắng mặt khổ đau, thì sự chấm dứt khổ đau, đó là niết bàn, đó là cái mục đích của chúng ta. Ta suy đồ tu đồ cao ni để nếp bàn ngủ lô chân ba lô tùy gù lô ạ mà lê sù rô Phi gà rô vi bà tà nà lô tùy gù lô ạ mà bê phi bà lê để hô bì để kê tì nì ạ mà mê zi ạ xì để bà mê zi ạ xì lê sù rê khá chà rô Tà bì rô rô để thà nà kù tù rì lê lô đề bò lù rê bì rê bò nò hà lạ yì nào đó khác chả rồi đi la cú đồ đi lê về là lâu để bỏ khu về ngã ba đi la đi khai u sau đi bi đoạ bi bỏ nó nào đó khác chả rồi tâm mà tha cú đồ đi lê lâu để tâm mà tha cú đồ số đây này mà rồi hả lại miếng soạn phía xin câu nói đi đi bi đồ bá gò ở đây hả là tâm mà tâm bồ đồ sam mà sam bồ đồ sa đi áp phiền bỏ nó miếng soạn phía xin câu nói đi cú lê về quá miếng đi đã tâm mà tha cú đồ đi về, nào đó các vấn đề thoát ly của siêu đệ, đã lấy tâm mà tha cú đồ về bỏ nó, hầu bị ở lỗ số đó đi cú đồ đi cả bỏ, đặc biệt là lỗ chân này, nếp bàn của bố mà bị này mua là phải à lỗ mấy giờ xí đấy là, ê, ở phía cả đó, bố bị này này, đã na cú đồ này lấy về nếp bàn của yếu này này, đi la này lấy yếu này này, tâm mà tha này lấy yếu này để lỗ về phi ác mà bà về để nó thà bị mê luôn nó yếu yếu đà na yếu yếu đi la yếu yếu tâm mà than này đó nấy bạn ngủ mà yếu này mà bu để nó hả là ê xe đà na xe đi la xe tâm mà than này mà nấy bạn ngủ yếu này mà đấy. Ngài nói rằng chúng ta đạt được niết bàn thì chúng ta cần phải làm gì để thành tựu được niết bàn? Thì Ngài nói rằng chúng ta cần phải thực hành thiền Vipassana. Khi chúng ta thực hành thiền Vipassana thì chúng ta mới có cơ hội đạt được Niết Bàn. Cũng vậy, Ngài bên cạnh đó Ngài cũng nói đến bố thí, trì giới và hành thiền. Bố thí là sự cho đi, hành thiền là gì? Hành thiền là cái sự gìn giữ giới, như lúc nãy chúng ta thọ trì năm giới, hay là chúng ta thực hành thiền định. Thực hành thiền định thì có nhiều cách, ví dụ như chúng ta niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Phật, hay là chúng ta niệm hơi thở vào hơi thở ra đó, thì những cái phương pháp tu tập như vậy chúng ta cũng có thể đạt được thiền định. Thì Ngài nói rằng nếu một người mà bố thí một cách bình thường, trì giới một cách hành bình thường, hay là thực hành thiền định một cách bình thường thì không thể đạt được sự giác ngộ, không thể hỗ trợ sự giác ngộ, mà chúng ta cần phải thực tập một cách đặc biệt, bố thí đặc biệt, trì giới đặc biệt và thiền định đặc biệt.
Ở thời gian cần miệng lúc vậy, sau đó lê vô vô rồi bà vô vô vậy, vô vô bê lô vô vô vậy. Ấy biểu mày đi, biểu mày. Làm như thế này. Ấy gì nó cắt biểu gì làm vậy? Ấy gì ta khai biểu gì? À mày lú vậy, biểu gì? Mà đồ đồ mắm miệng. Mắm miệng là. Cho nên cả tất sát hủ lại vậy. Xì lụ, nên nên xì lụ, miệng lụ. Miệng đoạn lụ. Nên nên. Đó nên nên xì lụ, đồ bây giờ mà nó. Đồ bây เออหลุโซรอเดฐานะก็2မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်မှာပေါ့2မျိုး2မျိုးเนาะမှန်ပါယိုးယိုးဒါနာရဲ့ရှေဒါနာရဲ့ပေါ့မှန်ပါယိုးယိုးဒါနာတော့ဒီတိုင်းမဲဟလာဤလူတွေတန်းတယ်ပေါ့เนาะပြီးတယ်ကန်းတယ်ပေါ့ဒါယိုးယိုးဒါနာပေါ့ရှေဒါနာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဥပမာပေါ့လीဟလာမြမပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဖက်ဤဆိုင်နေပါလीထိုင်တဲ့အခါကြတော့လက်ဖက်ဤတွေပါလीမှာတောက်တယ် มาตอกได้ขาจ้ะรอเฮ้แชร์ตะแคว่หลุตะโลมาไล่เดแชร์ตะแคว่หลุมาไล่เดဆိုလို့ရှိရင်ခွက်ကလေးထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဇွန်းလေးပါလာတယ်ဇွန်းလေးအဲ့ဒီဇွန်းလေးကဘာလို့ခုတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွက်ထဲမှာပါတဲ့နိုစီတကြာကော်ဖီပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုမှွေပြီးတော့တောက်ဖို့အတွက်ဇွန်းလေးပါလာတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါရှယ်လို့မှတ်မှာပေါ့အခုလဲပဲဒါနာကုသို့လုပ်တယ် လုတ်တဲ့နေရာမှာရှေဒါနာဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဇွန်းလေးပါဖို့လိုတယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဇွန်းလေးဒါနာလုတ်တဲ့အချိန်ကဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်အဲရှုနည်းကနောက်တစ်ခါပြောပြမှာပါဒါနာလေးဒါနာလုတ်တဲ့အချိန်ကဘာလဲတတိရှိတယ်တတိရှိတယ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လုတ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုတ်ရပါဘယ်လိုလဲရှင်ပုံလေးကိုနော
có hai cách, có hai loại bố thí, bố thí một cách bình thường hay là bố thí một cách đặc biệt. Bố thí một cách bình thường là nghĩa mình cho đi, mình bố thí, mình cúng dường hoặc mình làm những cái phước thiện một cách bình thường như vậy. Hàng ngày chúng ta làm việc chúng ta bố thí như vậy thì đó là bố thí một cách bình thường. Còn bố thí đặc biệt, bố thí đặc biệt có nghĩa là sao? Để mà hiểu về cái sự bố thí đặc biệt thì ngài Sajadao Ovasa có đưa ra một ví dụ. Ví dụ một người nọ họ đi vào một cái quán nước. Khi họ vào cái quán nước họ ngồi đó thì họ nói với chủ quán rằng hãy cho tôi một cái ly nước uống đặc biệt. Đó, thì khi nói rằng cho tôi một ly nước đặc biệt thì cái người chủ đó họ sẽ chuẩn bị cho người khách đó một ly nước đặc biệt. Thì khi đã là một ly nước đặc biệt thì bên trong cái ly nước đó sẽ có những cái chất liệu tốt, có những cái thực phẩm tốt, đúng không? Đó, khi đã có ly nước đặc biệt, một ly nước bình thường thì chỉ có những cái vật liệu bình thường thôi. Nhưng mà khi mà có những cái ly nước, khi mà có được cái ly nước đặc biệt thì bên trong cái ly nước đó sẽ có những cái yếu tố đặc biệt. Thì cũng vậy, như thế nào chúng ta bố thí một cách đặc biệt? Bố thí một cách đặc biệt có nghĩa rằng là chúng ta kết hợp với cái đời sống tu tập thiền tuệ. Khi chúng ta bố thí chúng ta cũng có được cái chánh niệm, có được cái trí tuệ thiền tuệ. Đó, thì ngài nói rằng khi chúng ta bố thí mà chúng ta kết hợp với thiền Vipassana thì cái sự bố thí đó được gọi là bố thí đặc biệt. Cái xe đà na lâu bồng đi biểu biểu là xe đà na dì chì lù để nó là lưu đi ha lưu đề bì đề kênh này bỏ nó bồ đà bà đà quên mà lưu xì lù xì đà 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 yá xì chà lè lưu chà lè bì chà lè kênh chà lè đà bì mê lù ấy lù lù đề nè mà xe đà nà bỏ nó xe đà nà phí bù lù đề xe đà nà phí bù xù yên khu nà bèo kê đề vui bát nà nhìn lì bà mà bỏ hô bì lù xù rò kê vui bát nà nhìn bà lù bà mê lên xù rò nhà xóa phê á vô là xóa kết đô mê xù lù xì yên hú xóa bà thà mà nì nè nhà xóa phê á vô xóa kết chên nè xì rà nà lì à yên phê đề xì rà nà lì xì lì bò hô bì ấy lô xì rà nà lì phê đề dù nà gà nì bì rò lại bì rò hà là ấy xóa nì hên nì bìên bì rò nhà xóa phê á vô lù đề ấy lúc đó u soa bát tham áp chế để si ra na si khí lý cả, ta nén đi ya, lại bị đó lưu lại đã cả, giúp đi ya, lúc đó miếng soa phải áp vô sơn lưu để sô ra, bự quá lưu ra lấy sô ra, ấy đi nén đi ya này giúp đi ya cả lưu ra, ngã lưu ra mà hộp vụ, du lưu ra lấy mà hộp vụ, giúp nén ngã lưu ra. ấy lô nhà này mà đi lại bị số lô gì, ngã đủ lô trên này để thấy thì biểu đoạt bị, thấy thì biểu đoạt bị.
hầu bì lưu sù rò a đi lưu đe nan nè yêu gạo mía la la sù rò mà mía u đe nó chip bì đó biết đe a đi chip bia gù mía nè nha we bát nè nha mà bê đe ra nha zô mà bê nha zô mà bê nó we bát nè nha zô mà bê a chip bia gù mía nè nha zô nè tập bì lại tà bò yêu nè yêu bò mà yêu nè yêu bò mà dạ À, thì ngài dạy rằng như thế nào là sự bố thí một cách đặc biệt. Bố thí một cách đặc biệt có nghĩa là sao? Thì ngài nếu là thì sư giải thích lại, bố thí có hai cách. Thứ nhất là bố thí một cách bình thường và bố thí một cách đặc biệt. Bố thí một cách bình thường là chúng ta bố thí một cách bình thường thì chúng ta cúng dường, chúng ta hàng ngày chúng ta bố thí, chúng ta làm phước cúng dường thì đó là bố thí cúng dường một cách bình thường. Còn để chúng ta phát triển một cách bố thí đặc biệt ấy, thì ngài có đưa ra một ví dụ. Ví dụ chúng ta cúng dường cho Đức Phật đi, thì ngài đưa ra một ví dụ cúng dường cho Đức Phật. Vậy trước để chúng ta cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật chuẩn bị đi khất thực, thì chúng ta có cơ hội chúng ta được cúng dường vật thực lên Đức Phật. Thì để chúng ta cúng dường được Đức Phật thì trước khi cúng dường Đức Phật thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái vật thực, chuẩn bị cái vật thực. Rồi sau khi chúng ta chuẩn bị cái vật thực rồi thì Đức Phật tới nhà của chúng ta và chúng ta dâng cái vật thực đó lên Đức Phật. Thì cũng vậy, ngài nói rằng trước khi chúng ta chuẩn bị vật thực á, trước khi chúng ta cúng dường Đức Phật á, thì chúng ta có cái chủ ý muốn cúng dường. Trước khi cúng dường phải có gọi là cái thời gian trước khi cúng dường gọi là cái chủ ý đầu tiên đó, phải có cái chủ ý. Khi chúng ta có cái chủ ý cúng dường rồi thì chúng ta chuẩn bị những cái vật thực để cúng dường Đức Phật. Thì nói rằng trước khi mà Đức Phật tới nhà chúng ta để chúng ta cúng dường thì chúng ta có cái chủ ý đó. Cái chủ ý đó chính là gì? Chính là danh pháp. Chính là danh pháp, thuộc về danh pháp, nó thuộc về tâm, thuộc về danh pháp. Sau khi Đức Phật tới nhà chúng ta và chúng ta dâng cái vật thực đó lên, thì trong cái quá trình mà chúng ta dâng cái vật thực lên cho Đức Phật đó, thì cái đó là gì? Đó thuộc về sắc pháp. Bởi vì cái cơ thể của chúng ta đi tới đi lui rồi dùng tay để nâng cái vật thực chuyển vào bình bát của Đức Phật, thì cái quá trình đó thì được gọi là gì? Thuộc về sắc pháp. Vậy khi chúng ta bố thí cho đi mà chúng ta có cái nhận thức rằng chỉ có cái sự vận hành của danh pháp và sắc pháp, danh pháp, sắc pháp này không phải là tôi, của tôi, tài sản của tôi. Danh pháp này sanh lên và diệt đi, nó vô thường. Đó, khi chúng ta có cái nhận thức, khi chúng ta hiểu được sự bố thí cúng dường này chỉ là sự hiện diện của danh pháp và sắc pháp, và danh pháp sắc pháp này có bản chất sanh diệt, vô thường, khổ, vô ngã, và chúng ta tu tập chánh niệm bằng cái nhận thức, bằng cái hiểu biết như vậy, thì đó là gì? Thì đó là cái sự bố thí đặc biệt, là sự bố thí cúng dường một cách đặc biệt bằng cái cách như vậy. Ấy lô dấu này mà mẹ mu phía bia của miền này quý bát tân à miền này xin bi lo đà na cụ đồ của lâu mẹ soi yên ai đi đà na cụ đồ đi để nay bạn ngủ yao này nè để nó idam mi đà na idam mi bao nha nay bạn na đa nay bạn na sa bị chơi yo khó du để nó đi đà na cả đi cụ đồ cả nay bạn ngủ yao này mà để. Và ngài giải thích cho chúng ta hiểu như thế nào là cúng dường để thành tựu được sự giác ngộ. Cái này quan trọng này, chúng ta phải nhớ này, chứ không phải là mà bố thí cũng không thể được, không thể giác ngộ là không có. Bố thí vẫn có thể đạt được sự giác ngộ. Làm thế nào để chúng ta bố thí để chúng ta đạt được sự giác ngộ? Thì trong lúc bố thí chúng ta kết hợp với thiền Vipassana. Có nghĩa rằng trong lúc bố thí chúng ta không nghĩ rằng tôi đang bố thí, mà chỉ là danh sắc đang có mặt, danh sắc đang làm việc. Và chúng ta thiết lập cái đời sống chánh niệm trong lúc cho đi. Lúc chúng ta chuẩn bị vật thực, lúc chúng ta dâng vật thực, rồi chúng ta chánh niệm ghi nhận biết rõ cái quá trình, cái lộ trình đang làm đó là sự vận hành của danh pháp và sắc pháp. Khi chúng ta chánh niệm ghi nhận trên danh pháp và sắc pháp để chúng ta thấy ra bản chất sanh diệt của danh pháp sắc pháp, thì đó là gì? Thì đó là chúng ta đang bố thí bằng cái đời sống thiền Vipassana. Vừa bố thí nhưng vẫn duy trì cái sự thực tập thiền Vipassana. Khi chúng ta bố thí như vậy thì chúng ta cũng có thể minh sát, có thể thực hành thiền Vipassana, và chúng ta có thể đạt được sự giác ngộ trong lúc chúng ta bố thí.
Như là chúng ta y đam mê bu nhân nibbana sa bát thể vô hô tú, với cái phước thiện cúng dường này có thể nguyện cho con đạt được sự giác ngộ. Thì đó, thì khi chúng ta bố thí mà chúng ta duy trì cái đời sống chánh niệm như vậy thì trong lúc bố thí chúng ta cũng đạt được sự giác ngộ. Đó là cái sự bố thí đặc biệt cao quý. Thì này mà nếu thế upama li tức khu thắt bị rồi bế chân đi đấy, upama li tức khu bỏ nó bố bị rồi tức khu bỏ bỏ ấy upama li à bà lên rồi lụt đi áo đấy nó thì bây giờ anh đi bị rồi khu bây giờ ngủ yao li nè lo bị rồi toa đấy lụt đi áo li lo toa đấy thà bị mẹ lu ấy lu yên lết thế mà đấy nó lo đẹp bà mà toa lo đẹp liu lo đẹp bà mà toa bà mà toa đấy khá chả rồi gì lấy con yao bị lấy số lấy số yo li ga khu bây giờ ngủ mà yao phê nè đi gì lấy con mà về đặt khá đấy là khu bếp mió lại, đi bếp mió lại nè, mió bị đòn nè. Ê, ấy lù nè, mió yên nè đè. Hò, lại nì bà đi lè bốc lại yò. Ấy đi lì yò, lù yò, mió tòa đè. Lù tòa chân nè khu bếp găng ngủ, mà yào hù đè. Ê, đi u mà lì bà bè, đi u mà lì ở đây mà bè bò. Nó là, lì xù ra là, thà nà cú tù nè, tù đè là, thà nà cú tù. Li nè li lo đấy đùa thà na cú đùa nè đùa đấy, khu bếp gan số đa cả rồi, nấy bàn nè đùa đấy, nấy bàn nè đùa đấy, lúc số rồi đi lu ha thà na cú đùa lâu đấy, thà bị mê lu, cú na lo đấy nè đùa đấy, nhà mà bao, nhà mà bao, nhà mà bao về nè nhà số đa quý bát na nhà bỏ, ấy nhà mà bao về nè thà na cú đùa cú lâu đấy khá chả rồi. Đi lì ha, gì lì cao mà, mía lù về, ấy bốc hỏa lên về đấy, nó, vui bắt đàn nhà mà bà về này, đàn nào lúc đấy bốc hỏa lên về, đàn ra đấy mà mía đấy, chỉ biết nhị cái đàn ra này đủ đấy, chỉ biết nhị cái, đàn ra đấy mà mía đấy, bự mía lên rồi, lù bò hoa yao lại, nè bò hoa yao lại, bia má bò hoa yao lại này, mía nị đó, gì đấy mà, đủ đa chân nào cái, nếp bằng của đa chân nào, tại vì mấy lù nếp bằng của mày yao hu. Lưu phía lại, nếp phía lại, phía má phía lại nè, mió ra, mió ra. Họ đã khát lý ra rồi, lãi nì bà đi bốc đó, mió đó, mió đế xua rồi, à bê lý bộ mù chả đó, à bê lý bộ. Đóa chân là gà nì bàn, yào đó là gà à bê lý bộ. Thà bà mà bà lù lê xua lê khá chả rồi, vui bà tà nà nhà mà bà lù, lì lô đế đù lù về, lô đế bà mà là lù mù lù, lù đoá lù đế, nè yà vù, phong phong đàn đàn mà yào vù, vậy nó. Để chúng ta hiểu hơn về như thế nào là bố thí một cách đặc biệt thì Ngài tiếp tục đưa ra một cái ví dụ khác để chúng ta hiểu về rõ hơn, sâu sắc hơn về những gì Ngài đã chia sẻ. Thì Ngài đưa ra một cái ví dụ cũng rất là hay, mọi người cố gắng nhớ cái ví dụ này. Thì có một người nọ, họ từ bờ bên này, họ muốn qua bờ bên kia. Họ đứng ở bên này, cách nhau một con sông không? Thì bờ bên này và bờ bên kia ở giữa là con sông. Thì họ muốn qua bờ bên kia được ấy, thì người đó phải làm gì? Người đó phải chuẩn bị một chiếc thuyền và một cái dầm. Cái dầm cái mà để chèo á, cái chèo á, cái dầm chèo á thì mới qua được cái bờ bên kia. Nhưng mà cái người này ấy, họ chuẩn bị một chiếc thuyền nhưng mà họ lại không chuẩn bị một cái dầm, cái chiếc chèo á, cái chèo đó. Thì không chuẩn bị cái chiếc chèo đó. Thì người đó lên chiếc thuyền đó. Thì khi lên chiếc thuyền đó mà không có cái dầm để mà chèo đi ấy, thì sao? Thì không thể nào mà qua được bờ bên kia được. Bởi vì sao? Bởi vì không có dầm chèo thì người đó leo lên thuyền ấy thì sẽ bị sao? Thì sẽ bị gió đẩy đi, rồi bị sóng đẩy đi, đẩy qua đẩy lại là không biết đi cái hướng nào được. Nó sẽ đi theo gió, đi theo những cái cơn sóng. Thì người đó không thể nào mà qua được bờ bên kia một cách như ý được. Bởi vì sao? Bởi vì người đó thiếu đi cái dầm, thiếu đi cái cách để chèo. Đó thì không thể qua được bờ bên kia. Thì cũng vậy, Ngài đưa ra một ví dụ như vậy. Ngài nói rằng cái người bố thí đó cũng giống như là một chiếc thuyền đó. Chiếc thuyền đó giống như là tượng trưng như là cái sự bố thí cho đi đa ná. Chiếc thuyền tượng trưng cho cái đa ná. Rồi bờ bên kia là tượng trưng cho niết bàn ná, tượng trưng cho niết bàn. Và cái dầm, chiếc dầm để mà chèo đó, chiếc dầm đó chính là gì? Chính là tượng trưng cho thiền vipassana hay là trí tuệ thiền vipassana. Thì cũng vậy, một người mà bố thí mà giống như là chiếc thuyền thôi mà không có chuẩn bị cho mình một chiếc dầm, đó chính là gì? Chính là trí tuệ thiền vipassana. Thì sao?
thì không thể nào, bởi vì mình muốn đạt, mình muốn qua được bờ bên kia thì mình phải có chiếc dầm để mình chèo. Cũng giống như vậy, để mình đạt được sự giác ngộ, nhưng mình không có gì, không có cái trí tuệ thiền Vipassana, mình chỉ bố thí thôi nhưng mình không phát triển thiền Vipassana, thì mình không thể nào đi qua được bờ bên kia, mình không thể nào đạt được sự giác ngộ. Thì cũng vậy, khi mà mình có một chiếc thuyền mà mình không có một chiếc dầm để mình chèo qua đó, cũng vậy, khi mình bố thí mà mình không có thiền Vipassana, thì cái sự bố thí đó sẽ là sao? Sẽ là tiếp tục cái sự trôi lăn sinh tử. Tiếp tục cái sự trôi lăn sinh tử. Cũng như mình bố thí thì mình có thể sanh lên cõi trời, mình sanh lên cõi an vui, nhưng khi mình hết cái phước rồi thì sao? Lại tiếp tục mình trôi lăn trong bốn đường ác đạo, cứ như vậy cái vòng xoáy sinh tử. Thì ngài đưa ra, ngài nói rằng khi một người mà họ đi qua cái bờ bên kia có một chiếc thuyền mà không có cái dầm, không có một cái dầm cù để mà chèo qua, thì người ta sẽ, cái chiếc thuyền đó sẽ bị sóng đẩy, rồi bị gió đẩy. Thì khi bị gió, bị sóng đẩy như vậy thì chiếc thuyền đó có thể bị lật, bị nhấn chìm trong cái vòng nước, cái dòng nước đó. Thì có nghĩa rằng cái người đó khi chỉ bố thí thôi nhưng mà không tu tập thiền Vipassana thì người đó sẽ bị nhấn chìm trong cái vòng trôi lăn sinh tử, sẽ bị nhấn chìm trong cái sự trôi lăn sinh tử. Chính vì vậy mà chúng ta có thể để chúng ta đi qua được bờ bên kia thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất chiếc thuyền, thứ hai là gì? Là chiếc dầm để chèo qua, và thứ ba và chúng ta cố gắng để chúng ta chèo qua bờ bên kia. Bờ bên kia đó chính là sự giác ngộ, chiếc dầm chính là trí tuệ thiền Vipassana, và chiếc thuyền chính là Dana. Đó, ngài đưa ra một ví dụ rất là hay như vậy để chúng ta hiểu được khi chúng ta bố thí chúng ta cần phải có cái sự kết hợp của trí tuệ thiền Vipassana hay là cái đời sống chánh niệm rất là quan trọng. Đa số những Dana cú đồ này bắt đầu bị đó đồ cái tập hợp bảo toàn lập bài thì để khai cho nó đi la cú đồ của tòa nhà. Đi la cú đồ là tòa năm mươi chín đấy đấy, yếu yếu đi la này, xe đi la bỏ, yếu yếu đi la rồi đó, nhà mà bà đấy đi la, xe đi la rồi đó, vui bắt đầu là nhà này này, xe bị đó sau đi đấy đi la. Đồ đồ cao này đấy, mình đây bỏ nó, đi mà đây mà nào cái mà đi la sau đi đấy là. Ấy lúc đi la sau đi đây này mà, tôi nói gạo này đi la đi, xe đi la phía bờ lô đấy. Ấy xe đi la phía mà, vui bắt đầu năm nay này xe này đi la phía mà, ta lên, ít đam mê đi lên, ít đam mê xí lên. Này bạn nói cha, này bạn nói sa, bây giờ có họ đủ đấy. Ấy, tôi nói gạo này đi la đi, này bạn ngủ, giàu này này, ta xe đi la phía lô, vui bắt đầu năm nay xe này đi la phía lô. Vipassana nhàn xin nè đi la mau phu rồi yên ó, ít đam mê đi la, ít đam mê si la, nếu bạn nè sa bây giờ họ du, bả lâu bây su ra bây gì mà mày yêu này, lúc su rồi cái Vipassana nhàn xin nè đi la, xin đi la phi phu rồi yên, là bả lâu lâu mà lấy su rồi, úp mà đi la sau thấy chân nè đi la sau đi chân nè số lô gì, úp sao bả thà mà sai khli ấy em biết đấy, bỏ si đơn nà li bỏ đi lau sau chân này si đơn nà li bỏ, ấy đi sai si đơn nà li à, nè đây à, ờ ấy lo sai si đơn nà li phi lo mồ lo, nào cái này bi lo lại bi lo sau lại đấy, hả là, bồ đề san năng cái cha mi, đàm man san năng cái cha mi, sanh căn san năng cái cha mi, ban na di ba da bi da mani, đã cái yếu đấy à, yếu đấy à, thà số yên đi lau sau chân này sai cả, nè đây à, đi lau sau nà cả, yếu đấy à. Đi la sau na đi ngà lên mồ hù, du lên mồ hù, giàu già lên mồ hù, mấy mà lên mồ hù, dâu nè nà ngà sau na. Thà số yên, ấy sau nè dâu đi ali à lên mềm nhẹ u, phết bì đó bẹ. Ồ, nà đi ali à lên mềm nhẹ u, phết bì đó bẹ. Ấy ấy lo phết bẹ của miền nè nhàn đi, vui bát đàn nhàn nè, ấy vui bát đàn nhàn nè bì đó mà, mềm nhàn u, cú bì đó, nấy bằng u giàu mà. Thà mà ta lên, ít đam mê si lên. Nếu bạn nó xa bà chê yô hô đu để nếu bạn ngủ dọc mê để. Ngài tiếp tục, Ngài chia sẻ cái điều thứ hai chính là giới si lá. Như thế nào là thọ giới một cách đặc biệt hay là một cách bình thường? Giới cũng được chia thành hai cách, như lúc nãy như là cũng giống như là bố thí, giới bình thường và giới đặc biệt. Giới bình thường mình hiểu rằng cái giới bình thường đó không có sự kết hợp của thiền Vipassana. Còn giới đặc biệt là sao? Là có sự kết hợp thiền Vipassana. Là như vậy. Chúng ta giữ giới nhưng mà không có trí tuệ thiền Vipassana thì đó là cái sự giữ giới một cách bình thường. Còn chúng ta giữ giới có cái sự kết hợp của trí tuệ thiền Vipassana thì đó là cái sự giữ giới đặc biệt. Sự giữ giới đặc biệt. Ví dụ,
idamme silang nibbanasa bacchayo hotu. Nếu mình bố thí một cách, mình giữ giới một cách bình thường thì mình không thể nào là với cái phước thiện giữ giới này để thành tựu niết bàn, cái điều không thể được. Nghe nói rằng mình bố thí, mình giữ giới một cách bình thường ấy thì không thể nào mà thành tựu được niết bàn, mà chúng ta cần phải giữ giới một cách đặc biệt thì chúng ta mới thành tựu được niết bàn, thì chúng ta mới thực hành được cái câu là idamme silang nibbanasa bacchayo hotu. Với cái phước thiện giữ giới này là năng lực để thành tựu niết bàn đó. Thì như thế nào là giữ giới để thành tựu niết bàn? Thì ngài nói rằng khi chúng ta giữ giới thì trước khi giữ giới chúng ta có cái chủ ý muốn giữ giới, đúng không? Thì cái chủ ý muốn giữ giới đó chính là gì? Đó chính là danh pháp. Rồi chúng ta niệm Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Panati Patta Viramana Sikkhaparang Samadhiyami. Đó, chúng ta thọ trì giới như vậy thì đó là trong lúc chúng ta đọc đó chính là gì? Đó chính là sắc pháp. Vậy khi chúng ta hiểu rằng chỉ có danh pháp và sắc pháp, vậy danh pháp và sắc pháp đó không phải là tôi của tôi, tài sản của tôi, có phải vậy không? Vậy khi mà chúng ta thọ trì giới, chúng ta nghĩ rằng là đây là một hình thể, đây là một chúng sanh, đây là tôi, đây là người này người kia thọ giới, đó là sai. Chỉ có danh pháp và sắc pháp đang vận hành mà thôi. Lúc chúng ta tụng đọc, lúc chúng ta thọ giới, lúc chúng ta có chủ ý thọ giới, hay là lúc chúng ta đọc giới, thọ giới như vậy, thì đó là gì? Đó là sự vận hành của danh pháp và sắc pháp, không phải tôi của tôi đó. Và cái danh pháp sắc pháp này có mặt, nó phải chịu cái cảnh gì? Sanh diệt, có rồi mất, sanh ly và diệt đi. Đó là sự vô thường. Chính cái sự vô thường vô ngã đó là khổ đau. Vậy lúc chúng ta thọ giới chỉ là gì? Chỉ là sự hiện diện của danh pháp và sắc pháp, và có cái bản chất sanh diệt. Vậy làm sao chúng ta thấy được điều đó? Bởi vì chúng ta có được cái sự kết hợp của thiền Vipassana, chúng ta có được cái đời sống chánh niệm, chúng ta có được cái trí tuệ Vipassana, thì chúng ta mới hiểu ra được cái sự thật như vậy. Vậy khi chúng ta giữ giới mà chúng ta có cái nhận thức như vậy, có cái đời sống như vậy, có cái sự kết hợp với thiền Vipassana như vậy, thì đó chính là giữ giới đặc biệt. Idamme silang nibbanasa bacchayo hotu. Thì ngài nói rằng nhờ các cách giữ giới đặc biệt như vậy thì mới thành tựu được niết bàn. Chỉ được khai ra rồi để bảo na cú tu của tòa mẹ bảo na cú tu số này mà chỉ được khai samatha bảo na cú tu của samatha bảo na samatha bảo na cú tu để đối tượng của ông này lâu già đấy để làm như soạn bây giờ khổ nỗi đi của ba bi đó là đi bi đó bà cô à arahan đi bi so bà cô à samasambo đó ပရိစိတ်တယ်ပေါ့เนาะပရိစိတ်တယ်ဖျားရှိခိုးတယ်ဒါသမထဘာဝနာကုတုတွေမှာပါတယ်ဘုန်းတော်ကဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ပေါ့เนาะဒါသမထဘာဝနာကုတုတွေမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသမထဘာဝနာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့เนาะနှစ်မျိုးတဲ့ယိုယိုသမထနဲ့ရှေသမထပေါ့ယိုယိုသမထကလည်းညံမပါတဲ့သမထပေါ့เนาะညံမပါတဲ့သမထဒါကိုယိုယိုသမထလို့ခေါ်တယ် Share samatha jaro tu a nyan ba de vipassana nyan li ba de hou bi ai lu share samatha bhavana ko lou ma do de rui nibban ko yau ma dhamma ta len idamme bhavana samatha bhavana idamme bhavana nibban na sa bacchayo hotu de no hla do du ro kaung ni a thot de samatha ku tu di nibban ko yau me hou bi samatha kudo share samatha kudo share samatha kudo phit pwe ya twet uswa prathama phaya shi kho ro me so lo shi yin phaya shi kho chin ne sait khle a yin phit da paw ari sait khle ya nan da ya ari sait khle phit de twet chaw mo lo shi kho lai de okasa 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 tha ga yauk da ya a lu so ro phaya shi kho da goun naw pwa da nga le mho bu tu le mho bu yauk ne nan ယုတ်တရားကလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နန္တရားကလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့เนาะအေးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့တမထသာလင်ဣဒံမေဘာဝနံသမထဘာဝနံနိဗ္ဗာန်သာဘကြေယောဟောတုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တမထကုသိုလ်လုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှယ်တမထကုသိုလ်ကိုလုတ်ပါ cái pháp thứ ba ngài muốn chia sẻ với chúng ta cũng chính là gì? Chính là phavana.
Cái từ Phavana này ấy, thì bên Việt Nam mình dịch gọi là tham thiền. Nhưng mà cái từ Bali này mình dịch ra đúng chính nghĩa, sát nghĩa hơn, gọi là gì, là làm lớn rộng thiền pháp cao thượng. Cái nghĩa Bali là như vậy, là làm lớn rộng thiền pháp cao thượng. Vậy cái thiền pháp cao thượng đó chính là gì? Chính là pháp thực hành thiền định và pháp thực hành thiền tuệ. Vậy ngày hôm nay ngài thiền sư Asafa, ngài thiền sư Ophasa, ngài nói rằng cái Phavana này ngài muốn nói một phần thôi, chính là gì, là Samvatha, là thiền định. Cái Phavana là cái sự tham thiền, chính là gì, chính là cái sự thực hành thiền định. Về cái thiền định này nó cũng có hai cái yếu tố. Thứ nhất là gì, thiền định một cách bình thường và thiền định một cách đặc biệt. Vậy thiền định một cách bình thường là gì? Thiền định một cách bình thường là mình tu tập thiền định mà không có kết hợp với thiền Vipassana. Còn mình tu thiền định mà mình có kết hợp với thiền Vipassana thì đó là gì? Đó là cái sự tu tập thiền định một cách đặc biệt. Như thế nào là tu tập một thiền định một cách đặc biệt? Thì khi mình, ngài nói rằng khi mình tụng kinh, khi mình niệm ân Đức Phật, khi mình đảnh lễ Đức Phật, đúng không? Tụng kinh thì mình cũng sanh ra cái tâm định, hay là lúc mình niệm Phật thì cũng phát triển cái sự định tâm. Thì lúc mình niệm Phật, lúc mình tụng kinh như vậy đó, mà mình không có sự kết hợp với thiền Vipassana thì đó là cái cách thực hành thiền định một cách bình thường. Còn trong lúc mình tụng kinh, trong lúc mình niệm Phật, mình duy trì cái đời sống chánh niệm, mình biết rõ mình đang tụng kinh, mình đang tụng kinh chánh niệm, biết rõ cái tư thế tụng kinh như vậy đó, thì mình kết hợp với thiền Vipassana thì đó là gì, là cái sự tu tập định có cái sự kết hợp thiền Vipassana. Thì ngài nói rằng khi chúng ta muốn tụng kinh thì trước khi chúng ta, trong lúc chúng ta tụng kinh đó, hay là trước khi chúng ta tụng kinh thì nó phải có cái chủ ý Chivana, có cái chủ ý muốn tụng kinh. Thì cái chủ ý đó chính là gì? Đó chính là danh pháp. Và trong lúc chúng ta tụng kinh thì đó chính là sắc pháp, danh pháp và sắc pháp. Không có tôi tụng kinh, không có người đàn ông đàn bà nào tụng kinh cả, mà chỉ là danh pháp đang vận hành, danh pháp đang có mặt. Chỉ có danh pháp và sắc pháp. Khi danh pháp sắc pháp có mặt thì danh pháp sắc pháp đó chính là có một cái bản chất, đó là sanh diệt. Nó sanh lên và diệt đi, nó vô thường, nó vô ngã, nó là khổ đau. Khi chúng ta thấy được bản chất vô thường của vô ngã, khổ đau của danh pháp và sắc pháp thì đó là gì? Đó là trí tuệ thiền Vipassana. Thì trong lúc chúng ta tụng kinh mà chúng ta duy trì cái sự nhận biết, cái sự chánh niệm để thấy ra tam tướng, thấy ra vô thường của vô ngã của danh pháp sắc pháp như vậy, thì chúng ta cũng có thể đạt được sự giác ngộ. Cũng giống như là y đăng mê pha va năng. Pha va năng chính là gì? Là với cái phước thiện hành thiền này, với cái phước thiện tham thiền này, y đăng mê pha va năng nibbanassa bacchayo hotu, với cái phương tiện hành thiền này là nền tảng để thành tựu sự giác ngộ. Thì đó, để chúng ta đạt được cái sự thành tựu giác ngộ đó thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải kết hợp với cái đời sống chánh niệm hay là cái trí tuệ thiền tuệ thì chúng ta mới thành tựu được sự giác ngộ do cái sự tu tập thiền định. Ê, đã số lô xí yên, đà nà cú đô, tì nà cú đô, bà và nà cú đô, lâu đã tòa bì bò, nó, nhàn lý xí yên bì đô. Học bì đê, nó, bà đà khu lô lê sô rô, ấy lô đà nà tì là bà và nà cú đô đê, mà lâu khe mà, thầy thị vô, ấy yên phá vả mê, thầy thị sô ra, ấy yu mà ra, ấy miên mà ra, ấy đuôi mà ra, đà thầy thị bò, nó. Vì bà ta nà lâu gồm mà lâu khen, đi đây thì ô, ấy em phá hoà mẹ. Thà mà ta lên, mì mì rô á thâu đà vì bà ta nà á cao mà bọ. Bà lì rô bèo nó bà là hoa vì bà ta nà phía mà bọ, nó á cao nè vì bà ta nà phía mẹ. Á cao nè vì bà ta nà phía mà, nây bàn yà mẹ. Thà chào mô lô, nây bàn ngô lô chân nè sô yên, á cao nè vì bà ta nà á thâu. Á cao nè vì bà ta nà phía bộ sô yên, đây thì ô, ấy em phá hoà. Thì ngài dạy rằng để chúng ta bố thí, để chúng ta giữ giới, để chúng ta hành thiền một cách đặc biệt như vậy, thì để chúng ta thành tựu được ba cái pháp đó thì chúng ta cần phải loại bỏ một pháp, chúng ta cần phải chấm dứt cái pháp bất thiện, hay là chúng ta cần phải loại bỏ pháp bất thiện đó, chính là gì? Chính là tà kiến. Chúng ta cần phải thanh trừ, loại bỏ, chấm dứt, vắng lặng cái tà kiến. Khi chúng ta chấm dứt cái tà kiến, chúng ta loại bỏ cái tà kiến, chúng ta thanh trừng cái tà kiến thì sao? Thì cái việc chúng ta bố thí trì giới và thực hành thiền nó sẽ thành tựu. Giống là khi mà chúng ta loại bỏ được tà kiến thì chúng ta mới có dễ dàng thành tựu được cái trí tuệ thiền Vipassana. Chúng ta mới thành tựu được cái trí tuệ thiền Vipassana. Giống như ngài muốn nói.
đi nhà má nó đấy thì mà phải phụ rồi xin nấy bạn ngủ mà nhà u la phải nhà luôn mấy giờ xí đấy mà nhà bà u là đất đi ta ra cái này này bây giờ mà rồi xin xin sang đó mà thì rồi là xí đấy nhà soạn phải là thế cả nhà soạn phải là đất đi đấy là ấy hoa miền là đấy xin sang đó mà thì rồi là xí đấy ô nên đồ đấy mà bỏ đất đi đấy hoa là bỏ chăn đá phải là sang đó sang đó sang đó sang đó chăn đá bỏ chăn đá mà thì chăn đá mà thì à nên đồ đấy mà nhà soạn phải là đất đi đấy là đất chơi này hoa là nhà soạn phải là đó đã đâu đó là xem bên là mấy đồ Maya ấy đa bộ, đi sang đó cả rồi, mấy chỉ tu ấy đa bộ nó, mấy chỉ tu ấy đa. Sao mấy số bây giờ lại nó, phải bây giờ bây giờ tiếng Anh cũng để to lại. Lại học được ai sang đó học được, ai sang đó, nhà soạn bây giờ, hoa, bây giờ phía bên đó, nông nghiệp mà về bộ nó, bây giờ phía bên nông nghiệp mà về, ai sang đó cả, đa là bảo ngủ quen, nhà hàng biểu đấy bộ nó, nhà hàng biểu bên đó, đây là đi ăn thâu đấy. Đi hái đi ăn thâu đấy, bao lâu chọn ăn thâu lên rồi đó, lý do này lý này lâu dài, đi hái ăn thâu đấy, lý do lý này lâu dài đấy. Tại vì mấy lúc nó, nếu mà mấy nhà đồ ăn, nhà soạn bây giờ xí để chèn bỏ nó, nếu mà mấy nhà ăn xin sang đó mà thì đi hái ăn thâu đấy, lý do lý này, lý do lý này. Phía bên đấy của mình mua lại rồi đó, phía bên đó mua này. Tại vì mấy lúc đấy thì cả, mà biểu phụ đấy thì mà quá, đấy thì mà quá về này. Vì bắt đầu lâu đi vô đu lâu đã đu lâu đã vì bắt đầu là cả an này nè bà cháu an này là lấy số đấy chỉ mà qua luôn đấy chỉ là bà cháu mà qua là lấy số đó à biểu đề lý nhà soạn bây giờ à đấy ngày nay đến đây đấy là lưu chi là à đấy nào được khác chứ rồi đốt thuê đồ lấy về đấy nhà soạn bây giờ nào cũng ngã về bà đó là à đấy nó lưu số đó đấy bây giờ à đấy ngã bây giờ đấy vì bây giờ là sinh sản đó là đủ nên gen đi cho mình mua lấy gì để bỏ nó người người luôn ăn lấy từng người gen bỏ đi, lúc rồi phải ăn cả ngã phải ăn đấy, là, ý miết soạn phải ăn hoài để ăn đi rồi lấy về ngã để ăn bỏ, thì lúc đó bỏ nhiều bỏ, đủ ăn lúc thiên đi là, thì ngã phải ăn rồi là đi, để cả nhà đi thì, để cả đi, thì cái đó giờ đó ngã phải ăn rồi là xí mà mới xí là, yếu nên là mới xí là đi, à đi yếu nên là mới xí là cái, sinh sản đại gì à, thì bỏ mà bảo đó. Đã cái gì thì mà biểu phụ, mà biểu phụ này vui bắt nào lâu lâu đó, nếp ăn bây giờ phụ, nhà soạn bây giờ là bây nếp ăn biểu đó là lý giải ngã hòa bi lô bây nếp ăn biểu đó là, sinh sản đại gì, bà đi nhà mà bây giờ, ở nấu cháo mà nhà soạn bây giờ là bây nếp ăn biểu bi rồi mà, à sinh ăn ăn đại gì, cô nhi đau này, lâu bao sinh bây giờ ăn ăn đại ấy, bỏ nó là, để bi rồi kê bao, để bi rồi cứ chơi đi, bà đi nhà mà lại bây giờ đi u lô, để lô cô nhi đau nó mà sinh ăn ăn đại cả. Ê, ngã xin sang đó, bỏ nó là ngã xin sang đó cả, vui bắt đầu nào lâu lâu đó lâu để tham mê lu, thế thì mà mới biểu đạt để nó là, ta cho một lu, nếu bạn ngủ lu trên này số lu gì, ngã xin sang đó, thế thì cô ấy em phiêu bả, ngã phải à, ngã đây à, số này thế thì để cô ấy em phiêu bả, ấy lu phiêu bị mà vui bắt đầu nào lâu lâu bả, ta cho nên nếu bạn ngủ, sao bạn lấy mê lu, lu lấy khó lại yo, ở đây đang chuyện này cả, họ xin sang là gì, nếu bạn nhà đó là bia, là nếu bạn nhà đó là cái là ba chồng lên rồi đấy thì biết qua luôn đấy thì biết qua luôn à ngài có kia ngài chia sẻ một câu chuyện rất là hay và chúng ta cần phải nhớ ngài dạy rằng nếu một người thực tập thiền Vipassana mà không chấm dứt cái tà kiến, không loại bỏ cái tà kiến thì rất khó để đạt được sự giác ngộ, rất khó để tu tập. Nếu một người mà đang bị tà kiến mà thực tập thiền Vipassana thì không rất là khó để thành tựu được sự giác ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì một người mà thực hành thiền Vipassana mà bị tà kiến ấy, thì nó sẽ cản trở cái việc tu tập của người đó. Thì người nói rằng cái tà kiến là rất là quan trọng, cái đích thí đó, cái tà kiến rất là quan trọng. Chúng ta cần phải loại bỏ cái tà kiến trước tiên rồi chúng ta mới thực tập thiền Vipassana. À, cái nhận thức sai lầm đó, tà kiến là gì? Là những cái nhận thức, những cái hiểu biết, những cái nhận thức nó không có đúng đắn, nó sai lạc. Nó lưu động trong tâm của mình này, mình cứ suy nghĩ một cách sai lạc như vậy, đó là mình thực tập thiền thì cái nhận thức sai lầm đó chính là tà kiến. Vậy trước khi chúng ta tu tập thiền Vipassana thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái nhận thức sai lầm, những cái tà kiến đó. Thì để ngài minh họa, để ngài diễn giải về cái sự loại bỏ tà kiến thì ngài có chia sẻ một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này nói về ngài trưởng lão Sanh Nạc.
Mọi người biết Ngài Trưởng Lão Sa Nặc không chứ? Ngài Trưởng Lão Sa Nặc Chanh Đá đó, Ngài Trưởng Lão Sa Nặc chính là cái người mà giúp Đức Phật chúng ta lúc mà cái người mà đánh ngừa cho Đức Phật đó, đi theo Đức Phật đi theo Đức Phật mà xuất gia đó, dắt ngừa cho Ngài đó, là Trưởng Lão Sa Nặc đó, là người dính mắc vào Đức Phật đó. Thì Ngài Trưởng Lão Sa Nặc này là Ngài sau khi Đức Phật của chúng ta trở thành một vị Phật ấy, sau khi một năm mà Đức Phật, Ngài Thái tử Siddhartha trở thành một vị Phật ấy, thì Ngài Trưởng Lão Sa Nặc này xuất gia trở thành tỳ kheo. Bởi vì Ngài Sa Nặc chính là gì? Chính là cái người đi theo Đức Bồ Tát lúc mà đi tìm đạo đó. Thì Ngài Sa Nặc này sau khi Đức Phật trở thành Phật như vậy thì Ngài Sa Nặc này xuất gia. Và Ngài Sa Nặc này xuất gia trải qua 44 năm Ngài vẫn tu tập thiền Vipassana. Trong vòng 44 năm đó Ngài không đạt được sự giác ngộ, Ngài không thành tựu được Niết Bàn, Ngài không trở thành một vị A-la-hán. Cố gắng Ngài vẫn tu tập thiền Vipassana giống như các vị, Ngài vẫn duy trì cái đời sống chánh niệm, vẫn tu tập như vậy, nhưng mà Ngài không đắc được thiền Vipassana. Bởi vì sao? Bởi vì sao mà Ngài không đắc được thiền Vipassana? Bởi vì Ngài có cái nhận thức sai lầm, có cái tà kiến. Và cái nhận thức sai lầm, cái tà kiến đó chính là gì? Chính là Ngài Sa Nặc nghĩ rằng Đức Bồ Tát là của tôi. Đức Bồ Tát lúc sơ khởi, Ngài là người dẫn Đức Bồ Tát đi xuất gia. Và sau khi Ngài Bồ Tát xuất gia và trở thành một vị Phật, thì Ngài Sa Nặc nghĩ rằng Đức Phật chính là Đức Phật của tôi. Dính mắc vào như vậy đó, có cái nhận thức tà kiến rằng Đức Phật là Đức Phật của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi biết Đức Phật là lúc là Ngài vẫn còn một vị thái tử, rồi Ngài sống như thế nào, rồi Ngài bỏ cung điện, Ngài ra đi ra sao, rồi Ngài dẫn Đức Bồ Tát đi xuất gia như thế nào, rồi và ngày hôm nay Đức Bồ Tát trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Vậy Ngài Sa Nặc nghĩ rằng Đức Phật Gotama, Đức Phật chánh đẳng giác chính là Đức Phật của tôi. Và Đức Phật Ngài thuyết ra cái bài pháp, Đức Phật thuyết pháp thì cái pháp đó chính là gì? Cũng là của tôi luôn. Thì Ngài Sa Nặc ngày có nhận thức như vậy. Thì cái nhận thức đó chính là gì? Chính là tà kiến chấp chặt. Bởi vì sao? Đức Phật chỉ là danh sắc, Đức Phật chỉ là danh sắc thôi, đúng không? Rồi mình chấp vào cái danh sắc đó là của tôi, Đức Phật này là của tôi. Khi Ngài Sa Nặc này chấp vào tôi, của tôi như vậy, Đức Phật là của tôi, giáo pháp này là của tôi. Khi Ngài chấp trước vào những cái điều như vậy thì Ngài dính vào tà kiến. Khi Ngài chấp chặt vào những cái tà kiến như vậy thì sao? Thì cái tà kiến này nó ngăn cản cái sự tu tập của Ngài, làm cho Ngài không đắc được thì Vipassana, không đắc được trở thành một vị A-la-hán. Và đến cuối cùng khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi ấy, thì Ngài Sa Nặc này ấy, gặp Ngài Ananda và nhờ Ngài Ananda hướng dẫn, mà kết quả Ngài Sa Nặc này trở thành một vị A-la-hán. Cái lý do tại sao mà Ngài Sa Nặc trở thành vị A-la-hán? Bởi vì nhờ Ngài Ananda loại giúp hỗ trợ hướng dẫn để Ngài Sa Nặc loại bỏ những cái nhận thức sai lầm, để loại bỏ những cái nhận thức tà kiến. Khi mà Ngài Sa Nặc loại bỏ được những cái tà kiến như vậy thì sao? Thì Ngài tu tập thiền Vipassana, Ngài đắc luôn A-la-hán. Vậy ngài Sajjada Uvasa, ngài giải thích rằng khi chúng ta tu tập thiền Vipassana, cái tà kiến rất là quan trọng, mà chúng ta cần phải thanh trừng nó, cần phải loại bỏ nó, thì chúng ta mới tu tập thiền Vipassana mới dễ dàng được. Thì này mà đấy thì nè bắt đầu bị rồi yeji bổn lý bỏ nó đấy thì bây giờ yeji là số là lý nè bắt đầu bị rồi phía bên kia được biểu hiện này phía bên kia đặc khá luôn à yêu đi miệt gan bì mà yêu đi miệt đi rồi nó yêu đi miệt gan bì mà yêu đi yêu gì đấy à đi yêu đấy mà là cô phụ y nè mất đâu số bị rồi làm mẹ anh yêu gì đấy yêu cha nè mẹ cô phụ y đấy mấy bạn nè mẹ mất đâu đấy nó làm mẹ anh yêu gì đấy đứa nào mà ta lấy đi yêu đấy gì đấy cô phụ y là đứa nào y đấy nên mẹ nên làm y đấy yêu đấy yêu đấy à đấy à đấy bỏ yêu luôn nó à là bỏ nó à đấy đến đây giờ mất đâu cả biểu đấy cô phụ y bỏ nó là đồ đi đại men đi mà là si hoa li bà li lâu bà la luôn thì lưu biểu rồi cô phụ y mất đâu cô biểu biểu đấy ngã bà lâu mà lê đấy ô đồ cái này đồ bỏ nó là ô chỗ đồ mi bà li lết hết đồ ngã là đi chỗ đồ yoga thuật đấy siêu vật gì xơ là xơ lấy để thể biểu là xơ lấy đau để thể xơ lấy để thể biểu ô lấy để siêu vật gì bỏ nó siêu vật gì
chế độ yoga thuật đấy, sáu vị trí đấy, chín đấy, lì đấy, ấy sáu vị trí đấy, ô đấy, là bao thế thế, bao thế thế, bây giờ bao số là đau bỏ nó, đau này thế thế, bây giờ li bộ điện này, li bộ điện bây giờ, ờ, nhà này lâu cả lâu lại mới xử lý gì này, là đi yêu đi miệng cái đó sao bỏ nó, nhà này lâu cả lâu lại mới xử lý gì này, mình này mua lên lâu gì này, công thế bữa ra đi bỏ nó, chín đấy này yêu yêu bì đấy. Ai lo công để bữa sáng thì xí đen này giao bì số lô xí là ai mà xí vật gì đều giao cái giao bì đó, bớt sai giá mà bớt sai tiền bì đó, chịu là cái bỏ nó. Ai lo lâu bỏ lo bỏ rồi, đàn này về là cụ phụ ấy liền, xí vật gì đều đặt hàng này bốc thế thế bỏ, đào này thế thế bì đó li bỏ đi, li bỏ đi bì đó, đa phần này giao bỏ, đủ đa li khó bì đó bỏ nó. Là đa này giao rồi, đa đi giao bỏ nó, đủ đa li bì đó. Nhà này là cháu này con này lao bỏ đi, ở đây chơi lao cả này bị rồi, cô phụ là đu đa này lo ra li lo ra lo ra, tới nhà luôn lo ra tới nhà luôn lo đấy là, đu mấy mà biểu đấy, mấy đâu cả biểu đấy, mình nên mua lên giàu đấy này nhà đi, bữa sáng đi xí đấy này nhà, ở đây bữa sáng đi xí đấy này nhà mà đi xíu gì đều giàu mà nó, lúc rồi lo đấy. Lúc rồi mình nên mua lên cái này là cháu này bảo nguyên tiền lao giàu đó. Cô phụ ya biểu đấy, ngã đai gì đấy là, mấy em biểu đấy là, nhà rồi giàu pin này đuổi gì đấy nó, là, cái mồm mà lấy đấy, anh lít anh đuổi đấy đấy, mili lấy thon luôn đấy bọn nó, lúc rồi, phi quan này xây tàu chiến này, xây tàu chiến này khác rồi, đi mà ba là đấy, mi chế cái này về, đến nhà luôn lo ra rồi, Giêsu biểu đấy, chỉ luôn nhà rồi mi chế cái, chỉ luôn nhà rồi, phi cám một đẹp bi đó bỏ nó là mi đoá nhị yếu mà bỏ xây mi nhị yếu mà rồi bi đó cám một đẹp đoá này khá cho rồi là anh chị giàu đó lang khổ để cố vui à anh xin nô rồi mất đâu cả cha để đúng mấy mà cha này khá cho rồi cố vui đàn mà bỏ nó thả cố vui đàn bỏ nó nhà li lo bi đó đoá là bỏ nó bỏ lâu lâu bi đó anh đang yêu là để đi uống rồi bi đó thoát chi lại đó ấy mà cố vui phiền nha họ cố vui bỏ nó đó nhà cả li mà lo u là bỏ lưu biểu rồi hà lo đấy ngã tới nhà luôn lo ra tới nhà luôn lo ra nó làm cái hồ bắc cang bị giàu mà giàu làm ta bà đấy hồ bắc cang bị giàu lúc rồi ngã lo đấy bỏ nó là à đó mà lo luôn đi mà bỏ nó mà lo luôn mà giàu đàn đi mà mua phu lo đấy nên mà giàu luôn chứ mà li qua mà là ngã ta chỉ để xem mấy gì rồi ở đây mà là đoá bi đó là cái nào là đoá này đoá này yo là mất đâu cả ba đoá đuôi này rồi liu chi tha này chú liu chi tha này chú ở đây chú mà phiêu phu mà phiêu phu này cố phu đến nhà luôn rồi là du lưu trên này du đoá trên này cái ông mà giàu bỏ nó ba cháu này rồi chú mà phiêu luôn li chú mà phiêu luôn bỏ nó bé chú luôn khỏi là bỏ bé chú mà phiêu quen này rồi đó du đoá trên này cái ông mà giàu phu lo đó lo đấy mà lo là rồi lo đấy nó đến nhà luôn rồi là tại vì mình được giàu là rồi đó mà giàu phu ba cháu này rồi đó bé chú mà phiêu luôn bé chú ở đây thì này được đấy bé chú ở đây thì này được đấy li cả vui bắt đàn này được đấy nó li u lo đó lo đấy vui bắt đàn nào lâu đó lâu đấy tại vì mình luôn nào cả đây thì chú mà phiêu mà phiêu đây khá cho khu bên cái này được đấy nấy bạn ngủ mà giàu phu đấy nó là nấy bạn ngủ giàu u mà đi ngày đưa ra một cái ví dụ rất là hay để nói về một cái người mà tu tập thiền Vipassana mà không chịu loại bỏ những cái tà kiến đó để mà ngài minh họa về cái điều đó thì ngài đưa ra một câu chuyện để chúng ta hiểu hơn, hiểu sâu hơn về cái vấn đề mà người mà tu tập thiền Vipassana mà không chịu loại bỏ những cái nhận thức sai lầm. Thì ngài đưa ra một ví dụ có một cái vợ chồng, cặp vợ chồng này sống ở trên một cái dòng sông. Thì vợ chồng này cặp vợ chồng này có một đứa con cùng sống trên một dòng sông như vậy, trong một ngôi làng như vậy. Thì trong ngôi làng này họ làm ăn với nhau á, họ đi xa làm ăn nhau bằng cách là họ buôn bán thuốc lá đó, họ buôn bán thuốc lá đó. Thì mỗi buổi chiều 6 giờ buổi chiều thì họ sẽ đi trên một con thuyền, thì họ chở thuốc lá này họ qua bên một cái cảng khác để họ buôn bán, họ bán thuốc lá cho một nơi khác. Cứ như vậy, người đàn ông, người chồng sẽ làm nhiệm vụ đó. Thì tại ngôi làng đó có cặp vợ chồng đó như vậy, cặp vợ chồng đó thì cái người chồng này mỗi buổi chiều lại sẽ đi qua một chiếc thuyền và chở cái thuốc lá này đi qua cái bờ bên kia, đi qua một cái cảng bên kia để bán. Thì ngày hôm đó thì người chồng này có gọi thêm đứa con của mình đi cùng, gọi thêm đứa con của mình đi cùng.
và nó người cái người đàn ông đó, người cha đó, người chồng đó à, đem thuốc lá lên chiếc thuyền, rồi người con à, như vậy đi cùng và cứ chèo cả đêm như vậy, chèo cả đêm như vậy. Nhưng mà chèo từ đêm cho đến lúc rạng sáng 6 giờ sáng thì vẫn chèo như vậy. Và cứ chèo như vậy và người chồng có nghĩ rằng mình đã tới nơi rồi, người chồng nghĩ rằng mình đã tới đây rồi. Nhưng mà người vợ buổi sáng lại đi ra bờ sông, lại thấy người chồng mình đang ngồi đó, đang chèo và đang ngồi đó nghỉ ngơi. Thì người vợ hỏi rằng này anh chồng, tại sao anh vẫn còn ngồi đó mà anh đang chèo, mà tại sao anh không chịu chèo đi bán thuốc mà anh vẫn ngồi đó? Thì người chồng trả lời rằng tôi vẫn đang chèo mà. Đó. Thì người vợ nói rằng anh chèo nhưng vẫn không tới được, vẫn còn ở đây. Thì mọi người biết lý do tại sao không? Bởi vì cái người chồng đó đang chèo nhưng mà lại vẫn còn dính vào cái sợi dây neo đó, chưa tháo dây neo, chèo nhưng mà dây neo vẫn còn cột đó, và anh ta cứ chèo như vậy và kết quả xấu, chiếc thuyền đã không thể tới được cái nơi bán thuốc được. Anh ta chèo nhưng mà cái sợi neo vẫn còn, cái sợi dây vẫn còn cột như vậy, thì anh ta chèo cỡ nào cũng không tới được cái đích được. Thì ngài đưa ra một cái ví dụ vui như vậy để chúng ta hiểu rằng chiếc thuyền đó cũng giống như là chúng ta đang chèo đó, thì giống như là chúng ta đang thực tập thiền Vipassana vậy. Mọi người không? Khi chúng ta đang chèo thuyền như vậy thì đó tượng trưng như là chúng ta đang tu tập thiền Vipassana. Nhưng mà cái sợi dây neo mà vẫn còn cột đó chính là gì? Chính là tà kiến. Nó cột cái dây neo nó cột lại với chiếc thuyền đó, và khi chúng ta chèo cái chiếc thuyền nó không thể đi được. Thì cũng giống như vậy, cái sợi khi một người tu tập thiền Vipassana mà vẫn bị tà kiến thì người đó sẽ nào? Thì sẽ dậm chân tại chỗ, thì sẽ không đến được bờ bên kia, không đạt được sự giác ngộ. Thì cũng giống như anh chàng này, người chồng này tuy vẫn chèo thuyền nhưng mà cái sợi neo không vẫn còn giữ đó, vẫn cột nguyên như vậy, không chịu mở ra, thì làm sao anh ta tới bờ bên kia được, làm sao anh ta tới được cái đích đến được. Thì cũng giống như vậy, một người tu tập thiền Vipassana mà vẫn còn bị tà kiến thì cũng rất không thể nào thành tựu được sự giác ngộ. Ngài đưa ra một cái ví dụ minh họa như vậy. Chiếc thuyền là tượng trưng chó, chiếc thuyền và chèo thuyền là tượng trưng chó cho thiền Vipassana, đang thực tập thiền Vipassana. Còn sợi dây neo đó mà chúng ta vẫn còn cột, nó chính là gì? Là tà kiến. Vậy để chúng ta muốn cho chiếc thuyền này bơi được, đi tới bờ bên kia, thì chúng ta phải tháo neo ra. Thì cũng giống như vậy, để chúng ta thành tựu được sự giác ngộ, để chúng ta tu tập thiền Vipassana để thành tựu, thì chúng ta cần phải loại bỏ tà kiến, là cái ý ngài muốn chia sẻ như vậy. Ta cháu là khu chè nhà Vipassana lâu đi cô lâu à mẹ chè nhau là gì để nó lâu Vipassana lâu đi cô lâu đó mẹ số lâu gì để thi chú cô yên phiêu ba. Vậy cuối cùng ngài nói rằng chúng ta cần phải tháo cái sợi dây tà kiến ra, cần phải tháo những cái nhận thức sai lầm ra trước khi chúng ta tu tập thiền. Cái đó là cái mấu chốt, cái đó là cái quan trọng chúng ta cần phải thực hiện. Hello, đây thì chú có phiêu bi đồ lâu mà đà lên nay bạn ngủ giá bà lên mẹ để ta cho một lúc khu chạy ngã xa bi đồ cái Vipassana lâu đi lâu dài dạo. Cũng vậy, để chúng ta thành tựu được thiền Vipassana, để chúng ta đạt được sự giác ngộ, thì chúng ta phải nỗ lực tháo bỏ tà kiến, loại bỏ những cái nhận thức sai lầm. Và bây giờ chúng ta phải thực hành thiền. Mời quý vị chúng ta thực hành thiền cùng với Sayadaw Ophasa. Cái Vipassana lâu đi của lâu phụ giá đuôi ưu xoá bà thả mạ nì nè để khả nà gô gô để tất tăng tất tà cái lý thả bà để khả nà gô gô tất tăng tất tà cái lý thả thả bì đó mẹ lông lý gô ạ tà yà mê bà xa khả lý gô ạ tà yà bê bê bì đè khá chá rô mì mì ạ xây khả lý gô để nà đi bà lý mà kát thả bì đó huyền lý lý sưu tuyên lại huyền lý lô mẹ ta khá thuật lý gây lý biến thâu lại thuật lý lù mạc huyền lý thuật lý huyền lý thuật lý đi hắn này bí đồ xa mà phía bà đây. Trước khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một cái tư thế phù hợp và chuẩn bị cho một cái tư thế thoải mái, đừng nên quá ngược mà chúng ta cần phải ngồi một cách thoải mái. Khi chúng ta ngồi thoải mái rồi
thì chúng ta tập trung đặt tâm nơi vành mũi và chúng ta quan sát hơi thở vào, quan sát hơi thở ra, quan sát hơi thở vào, quan sát hơi thở ra. Đi cái này đó, quỳ ra na sưu ra nè, bắt đẹp bì nè nè lì bió chè nè, quỳ ra na sưu ra nè bắt đẹp bì đó, quỳ ra na sưu ra nè yà mà, quỳ bà tâu ni xì đè, tâu ni, tâu ni gà chà rò, quỳ ra na u, tay yà sưu lại đà bò, tay yà sưu lại ni, đà bát thamà ni bò, tay yà sưu lại, đủ đi à ni gà chà rò, quỳ ra na u, a chóng a chú, bò ông, chi bì rò sưu lại ni, chúng chú bỏ chỉ bị rồi xui rồi nè, chúng chú đây xí bị rồi xui rồi lúc béo ra bỏ đi. Ở đây thì anh đi ra chợ rồi, vui ra nào khoa xui rồi nè, à lúc rồi vui ra nào xui còn xui nè, đâu nè xí đấy, tại ai xui rồi nè, à chúng chú sát sát bị rồi xui rồi nè, nào đó khai chợ rồi, vui ra nào khoa bị rồi xui rồi nè, đâu nè lúc đó lúc mà bả. Sáng ngày hôm nay ngài sẽ chia sẻ chúng ta về cách tu tập thiền Vipassana trên cảm thọ Vedana. Cảm thọ Vedana. Vậy khi chúng ta tu tập thiền Vipassana trên cảm thọ thì ngài Sayadaw Osafa có dạy chúng ta ba cách để chúng ta thực tập về cảm thọ. Rất là quan trọng, chúng ta cần phải nhớ có ba cách này. Khi chúng ta tu tập cảm thọ thì chúng ta có ba cách để chúng ta thực tập cảm thọ. Thứ nhất là chúng ta đối diện trực tiếp với cảm thọ để chúng ta tu tập. Đầu tiên là gì? Là chúng ta đối diện trực tiếp với cảm thọ để chúng ta tu tập về cảm thọ. Cách thứ hai là gì? Là chúng ta tu tập trên cái sự vận hành nhân và quả, cái nguyên nhân và kết quả của cảm thọ để mà chúng ta tu tập nguyên nhân và kết quả. Cái cách thứ ba là gì? Là chúng ta tách cảm thọ ra để chúng ta tu tập. Thứ ba là tách cảm thọ. Đi nha mà đại ai xu đề ni ô yo chi mê đại ai xu đề ni so ra hồ a ba yi ga vi ra na li đi bò a ba yi ga vi ra na hồ du kha vi ra na bò du kha vi ra na rồi đã đại ai xu lo ya đấy lu tai ti đấy bò chan đà đấy vi ra na bò nó đi chan đà đấy vi ra na là xây thế mà phía đấy bi đi li bò dominant đà li đại lý của đại yếu là bỏ đom na đạo vi na li bỏ la đấy, bỏ la đấy đom na đạo vi na li quan miao quan đạo phía đấy xây khí li bỏ, ở đi xây khí li u hả là đi khán giả mu li u nhà này chỉ đấy chỉ đó khán giả mu li cả, mà miêu phía bi đó phía đấy phía bi đó phía đấy, đó là đom na đạo vi na u, đó đại yếu là bỏ, đó là lưu lại yếu này này bỏ, đúc khai bên đúc khai vào bên, đom na đạo quan này mà xây thế mà phi nhân đom na đa đom na đa đom na đa già làm vậy đom na đa bị già làm ấy à bồ ma phi lưu phi nhân du vật khán na của bồ ma phi nhân nó du khảo vi nhân này này bộ ấy lưu quan đa đấy xây khi lì đom na đa vi nhân này khán giả mu lì u đại gia sư lưu già đấy đi khán giả mu lì à mà miêu phi bi lo biết đấy lưu đã đom na đa vi nhân nào đại gia sư lưu mi bỏ đi các cách đầu tiên là chia sẻ là mình đối diện trực tiếp với cảm thọ để mình tu tập thiền Vipassana. Thì ngài nói rằng ví dụ cái cảm thọ Somanassa, cái cảm thọ dễ chịu hay là cảm thọ lạc đó, cái cảm thọ lạc này nó xuất hiện ở thân lẫn tâm. Ví dụ thoải mái dễ chịu cơ thể là cảm thọ lạc của thân, còn cái tâm hoan hỷ, cái tâm hân hoan vui vẻ thích thú hoan hỷ vui vẻ đó gì là cái tâm thuộc về cảm thọ lạc của tâm. Cảm thọ lạc nó có hai là gì? Cảm thọ lạc thuộc về thân và cảm thọ lạc thuộc về tâm. Vậy khi cảm thọ lạc xuất hiện ở thân tâm của mình chánh niệm ghi nhận biết rõ cái sự có mặt của cảm thọ lạc đang hiện diện ở thân tâm của mình. Cơ thể mát mẻ dễ chịu, tâm hoan hỷ vui vẻ. Khi cảm thọ lạc xuất hiện ở thân tâm như vậy, chúng ta nhận biết nó, chánh niệm ghi nhận hay biết để thấy ra cái sự sanh diệt của cảm thọ. Thì khi chúng ta chánh niệm ghi nhận biết rõ cái sự sanh diệt của cảm thọ như vậy, đó là gì? Đó là cái cách tu tập đối diện trực tiếp với cảm thọ. Cảm thọ lạc xuất hiện, chánh niệm ghi nhận, mình đối diện trực tiếp nó để mình chánh niệm ghi nhận biết nó. Thì đó là gì? Đó là cách đầu tiên nói về cái cách đối diện trực tiếp với cảm thọ.
Dì khá chá rò dhòm nà tà vì rà nà vù tà yà yì xù bò bò. Dhòm nà tà sù rà rò sìn yè rà bò, sìn yè rà khán zà mù lì. Sìn yè rà sù rà khu dì yà thay nè, thay ngà zà rò thay nù kàu nè bò. Nè chà rà rò nhàu lạ rè, kai lạ rè. Nhàu lạ rè, kai lạ rè là ý, chào thay gà nhàu nè, dù rè gà nà rè, khá rè gà kai dè bò. Dà dhòm nà tà vì rà nà lù khò rè. Dà hù Macau này khán giả mù bỏ nó xây thế mà ấy đó mình đã quên nói lý của lề về để nhà này chỉ mày nhà này chỉ để khá cho nó đi đó mình đã quên nói lý của là đã lại bỏ nhà này chỉ đây lại bỏ nhà này chỉ rồi đó mình đã quên nói lý à biết của tôi quên đấy đó mình đã quên nói lý là mình mới biết bị đó biết đấy biết bị đó biết đấy số bị đó à biết của tôi quên đấy đã rồi à ba gì cả bỏ nó biến thành cái việt nam họ cũng bảo nó bây giờ việt nam này cũng đã đại dịch rồi đó, đại dịch rồi. Tiếp tục ngài nói về cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ khổ của thân tâm, cái cảm thọ khổ chính là sự khó chịu của thân tâm đúng không? Trong lúc ngồi thiền chúng ta đau nhức mỏi tê ngứa hay là tâm chúng ta bực mình khó chịu, thì đó là gì? Đó là thuộc về cảm thọ khổ, cảm thọ khổ vedana, dukkha vedana. Xuất hiện như vậy thì khi cảm thọ khổ xuất hiện như vậy chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận biết rõ cảm thọ khổ đó thì đó chính là gì chính là sự đối diện đối với cảm thọ upekha vedana upekha vedana ဆိုတာတော့သူကကောင်းတဲ့ခံစားမှုလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပေါ့ဈာထဲမှာအလေအလက်ပေါ့เนาะအဲကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအလေအလက်ဒါတော့ upekha vedana လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တနည်းတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဒီဝေဒနာကိုလည်းပဲတိုက်ရိုက်ရှုလို့ရတယ်ဟလာဒီအလေအလက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလေအလက်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာလေးအပြက်ကိုသွားတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဥပ္ပခာဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြဲအဲကြီးတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမက်ပေါ့ဖြစ်ပြဲမက်ဖြစ်ပြဲမက်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလည်းပဲဥပ္ပခာဝေဒနာကိုလည်းအဲတိုက်ရိုက်ရှုလို့ရပါတယ်Cái cảm thọ thứ ba chính là cái cảm thọ xả. Cảm thọ xả chính là cảm thọ bất khổ bất lạc, là cảm thọ không có khổ và cũng không có lạc, trung tính. Thì khi cảm thọ này xuất hiện ở thân tâm của mình thì mình cũng phải gì chánh niệm ghi nhận biết rõ nó. Và cảm thọ xả này cũng có bản chất sanh ly và diệt đi, nó sanh diệt. Thì khi chúng ta thực tập chánh niệm ghi nhận biết rõ trên cái cảm thọ xả như vậy thì đó cũng chính là gì, chính là cách là đối diện trực tiếp với cảm thọ. ဒီခါကြတော့အကြောင်းအကျိုးသိသိပြီးတော့ရှုတဲ့နေပေါ့အကြောင်းအကျိုးသိသိရဲ့အကြောင်းအကျိုးဘယ်လိုသိသိလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ဥပမာပေါ့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ကျမ်းပြင်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်လိုက်တော့ကြာကြာထိုင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမ်းပြင်လည်းအမာဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအယိုးပါညာရှိတော့အမာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမာနှစ်ခုတွားတွေ့တာပေါ့နော်အမာနှစ်ခုတွားတွေ့တဲ့အခါကြတော့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ပေါ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ထိုင်ခါစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာပေါ့เนาะချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကြာလာတော့ဒီဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပေါ်လာတယ်အေးအဲ့ဒီနေရာမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမာနှစ်ခုဒီအမာနှစ်ခုပေါ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရားပေါ့เนาะမိမိအောက်ကထိုင်နေတဲ့ကျမ်းပြင်ရုပ်တရားပေါ့เนาะအဲဒါရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အလေအလတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဒါကကြတော့နန္တရားပေါ့အကျိုးတရားပေါ့နော်အဲကျမ်းပြင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတာကအကျောင်းတရားပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကအကျိုးတရားအဲ့လိုဆိုတော့အကျောင်းတရားကိုကြည့်တော့လဲပဲမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဝေဒနာကိုကြည့်တော့လဲပဲမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီရှုနည်းကတော့အကြောင်းအကျိုးပေါင်းပြီးတော့ရှုတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။แล้ว cách thứ hai chính là cách quán chiếu về nhân quả thuộc về cảm thọ. Cách đầu tiên là mình đối diện trực tiếp cảm thọ để mình tu tập chánh niệm. Cách thứ hai là mình quán chiếu về cái tiến trình nhân quả để mình tu tập cảm thọ. Là như thế nào là quán chiếu về cái tiến trình nhân quả? Thì ngài đưa ra một cái ví dụ ví dụ chúng ta ngồi trên một chúng ta ngồi trên một chiếc chúng ta ngồi trên trên nền nền mặt nền
nền nhà đi, chúng ta ngồi trên nền nhà đúng không? À, khi chúng ta ngồi ở nền nhà như vậy á, chúng ta ở ngồi ở nền nhà đó, khi chúng ta ngồi trên nền nhà như vậy thì cái nền nhà đó là gì? Là cứng, thuộc về đất, nó thuộc về đất, nó thuộc về yếu tố đất. Khi mà chúng ta chạm bắt tay vào nền nhà thì cái nền nhà thuộc về trạng thái đất, nó rất là cứng, đúng không? Cái nào thuộc về cứng, mềm, trơn, nhớt thì đó là gì? Gọi là chất đất. Vậy cái nền nhà đó chính là gì? Là đất, nó thuộc về chất cứng, thuộc về trạng thái đất. Rồi cái thân thể của chúng ta vậy, cái thân thể của chúng ta là gì? Xương máu rồi da thịt là gì? Nó là gì? Nó vẫn là gì? Nó cũng vẫn thuộc về trạng thái đất luôn đó. Vậy cái nền nhà và cái cơ thể của chúng ta chạm vào đất thì chạm vào hai cái chạm với nhau thuộc về gì? Thuộc về đất, nó cứng. Cái cơ thể chúng ta chạm vào cái nền nhà, chúng ta ngồi ở nền nhà như vậy, chúng ta ngồi ở nền nhà như vậy thì nó thuộc về chất đất, nó cứng. À, chúng ta nghĩ rằng khi nhờ có cái cơ thể này và nó chạm vào cái nền nhà này mà nó có gì, nó xuất hiện cái cảm thọ. Bởi vì khi mình ngồi như vậy thì một thời gian nó sẽ xuất hiện cảm thọ. Vậy nhờ cái cảm thọ, có thể nó xuất hiện về cảm thọ khổ, có thể nó xuất hiện cảm thọ lạc, hoặc là cảm thọ xả, khổ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ lạc xuất hiện. Vậy cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ lạc nó xuất hiện đó chính là gì? Chính là cái quả. Cái nhân chính là gì? Cái nhân chính là khi mà chúng ta ngồi ở cái nền nhà như vậy, bởi do cái sự tiếp xúc của nền nhà và cơ thể, nhờ cái sự tiếp xúc đó mà nó có được cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc. Vậy cái sự tiếp xúc của nền nhà và cơ thể đó chính là gì? Đó chính là cái nhân để có được cái quả, cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ lạc xuất hiện. Vậy và cái ngài nói rằng cái nhân này và cái quả này nó cũng có gì? Cũng có cái bản chất sanh diệt, cái bản chất sanh lên và diệt đi. Và cái nền nhà và cái cơ thể chúng ta thuộc về gì? Thuộc về sắc pháp. Rồi cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc xuất hiện, đó chính là danh pháp. Và cái sắc pháp và cái danh pháp này sanh lên và diệt đi. Vậy khi cái nền nhà và cái cơ thể này chúng ta ngồi đó như vậy, thuộc về sắc pháp như vậy, và cái sắc pháp đó chính là gì? Chính là cái nhân. Và cái nhân này có bản chất sanh diệt. Chúng ta chánh niệm trên cái nhân đó, chúng ta nhận biết cái nhân đó, nó sanh lên và diệt đi. Và khi các cảm thọ xuất hiện, cảm thọ khổ hay là cảm thọ lạc xuất hiện, thì nhờ cái nhân đó mà có cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc xuất hiện, thì cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc đó chính là cái quả. Và cái quả này cũng là gì? Cũng sanh lên và diệt đi. Vậy khi chúng ta tu tập thiền Vipassana, chúng ta quán chiếu cái tiến trình nhân quả đó. Cái nhân này sanh lên và cũng diệt đi, cái quả này cũng sanh lên và cũng diệt đi. Nó chỉ là cái sự sanh diệt, danh pháp sắc pháp chỉ là sanh diệt. Khi chúng ta chánh niệm bằng cái sự quán chiếu nhân quả như vậy, thì đó là cái cách thứ hai mà ngài muốn nói. Vì nào xưa đây này mà đến năm ba đại ai xưa đây ni đến năm ba trong ở chỗ sát sát bì rồi bao si bì rồi xưa đây ni đông năm ba khoa bì rồi xưa đây ni lo đờ lo đông ni xưa đây thế cả khu nên ni bì đó bà bì để cha nên đến ni rồi nào để chơi nhà mà sát bì rồi hobby bà mẹ khu à rồi cha nên chơi cái gì mà ý lên tuổi cha Vipassana để ra thì cũng ở thâu lấy trà bà số. Cũng vậy, các cách thực tập thiền cảm thọ có ba cách như vậy. Cách đầu tiên là cách đối diện trực tiếp với cảm thọ để mà chúng ta chánh niệm ghi nhận biết rõ. Và cách thứ hai là chúng ta quán chiếu cái tiến trình nhân quả, cái tiến trình nhân, cái tiến trình của quả thuộc về cảm thọ như vậy để chúng ta duy trì cái đời sống chánh niệm. Và cách thứ ba là tách cảm thọ. Thì ngài nói rằng thời gian không có nhiều nên ngài chia sẻ hai cách thôi, thì cách thứ ba ngài sẽ để dành lúc khác ngài sẽ chia sẻ. Thì bây giờ còn có thời gian còn lại thì chúng ta duy trì cái sự thực tập chánh niệm.